Điểm cho góc này xanh. Xanh đỏ chú ý, hiệp 1. Đấu. Đó, lao găng. Trọng tài công nhận điểm tới ngã cho xanh. Lưu ý võ sĩ góc đề xanh tuyệt đối tuân thủ lệnh điều khiển của trọng tài. Để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo, Phan Văn Tài, thị xã Hòa Thành, giáp đỏ gặp Lý Minh Chí, Tân Biên, giáp xanh. Và trọng tài chuẩn bị điều khiển, Lê Thanh Hải. Ở lượt trận tiếp theo, trọng tài Minh Trung chuẩn bị điều khiển. Các quyết định, kết quả hiệp 1. Đỏ thắng. Hết thời gian săn sóc viên rồi này.
Tiền Duy, hiệp 2. Đấu. Thi đấu thứ hai, võ sĩ gốc cây đỏ đo ván. Mời võ sĩ gốc cây xanh tiến ra giữa sàn nghe công bố kết quả. Võ sĩ gốc đài xanh Huỳnh Hữu Nhân thắng cuộc. Minh Trung thượng đài làm nhiệm vụ. Các giám định. Giám định 1 Đào Trung Hiếu. Giám định 2 Bùi Minh Hoàng. Giám định 3 Đặng Phong Vinh. Giám định 4 Lý Thành Công. Giám định 5 Nguyễn Văn Hòa. Mời võ sĩ Phan Văn Tài thượng đài gốc cây đỏ. Mời võ sĩ Lý Minh Chí, tân biên thượng đài gốc cây xanh. Và cũng đã chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng. Nguyễn Hoàng Danh, Tân Châu giáp đỏ gặp Nguyễn Long Định, bến cầu giáp xanh. Cặp giữa đại trí hiệp một bắt đầu.